Mẹ ơi, mẹ khỏe không? Có lẽ sau lá thư này con sẽ không gọi mẹ là mẹ của con nữa, vì không có người mẹ nào vứt bỏ con mình như mẹ. Đến việc đơn giản nhất là cho con một gia đình, một tổ ấm như bao người, mẹ cũng đành tâm cướp mất con. Đã suy nghĩ rất nhiều mới viết lá thư này cho mẹ. Mẹ nghĩ con trẻ con sẽ không hiểu mẹ sai lỗi, vì lúc nào cũng cho là mẹ đúng. Tại sao con phải gọi người cướp mất tổ ấm của con là mẹ chứ? Con giá mà mình không phải sinh ra, con sẽ theo ba ba đến đến chết, con cũng chết với ba. Mẹ không cần về con nữa, con không cần sống với đam mê của mẹ đi. Dạ con 11 tuổi. 11 tuổi hả? Dạ. Con học lớp mấy? Dạ con học lớp 6. 6 nha. Dạ. Ba con đâu? Ba con đâu? Dạ ba con ôm con nhảy cầu. Sao con biết? Dạ do là chú shipper kia thấy ba con nhảy xuống chạy lại không có kịp thấy bức thư nên gọi cho mẹ với chị của ba con không được, gọi cho bà nội con. Lúc đó con ngộ con còn thức nên biết. Con buồn không? Dạ con buồn nhiều ha. Dạ. Con nhớ em hay gì? Dạ. Con nhớ em không? Dạ có. Nhớ em ha. Dạ. Ngày thường hai anh em có giỡn không? Dạ có. Có ha. Mẹ con đi không có về luôn. Dạ. Con có nhớ mẹ không? Dạ có. Có luôn ha. Thấy tội quá hay không? Tối nó ngủ được không cô? Nó ngủ tí xíu rồi, tối qua nó ngủ. Ngủ tí xíu rồi ha. Con nói bụng không? Dạ, con ăn mì rồi. Mì rồi ha. Để sau này nuôi bà nội nữa nha. Còn bà nội con đó. Đó thì ba dư em đó, đi tìm mẹ mấy ngày hả mọi người, tìm không được điện thì không nghe máy luôn. Nên thì hai cha con đã đi cây cầu. Hai cho con mắc luôn ha mọi người. Đây là con trai của anh Hưng đây. Với em của cháu này nè. Tức là chăn chối lại là có bệnh trong người ha. Nó chỉ nói nó có bệnh trong người thôi. Ai bệnh trong người vừa cô? Con trai cô. Con trai cô ha? Ba của em nè. Nó có bệnh trong mình nữa ha? À, có bệnh trong người, nó con có bệnh trong người, biết không? Bác sĩ nói là
đứa thì con nó bị giai đoạn quấy khó chữa nè. Thì kia mà nó về nó nói cô thì không biết nói là con đi khám hay là con chữa đi, con uống thuốc đi. Nó nói có tiền đâu đi mẹ ơi, kệ đi, tới đâu tới đang buồn nhở. Con nó lớn lớn, chị nó lớn. Ờ, nó đâu có đang buồn nhở, nó đâu có đi. Để mà con cứ đi chữa đi, khi nào mà ấy thì mẹ đưa tiền cho thì là không có đi xét nghiệm máu đâu, hết 750 hay là 950 gì đó. Đi xét nghiệm máu. Ờ, đi xét nghiệm máu để uống thuốc á. Cô cũng đưa tiền cho đi xét nghiệm máu để uống thuốc rồi chữa đi cho nó hết đi, rồi con còn nhỏ này kia đời còn dài. Thế rồi nó kêu là thôi con không có đi đâu. Con ở nhà là uống hết thuốc thì ở nhà mới uống có một ấy đó, một liệu trình đi khám thì đấy chứ. Bác sĩ nói ráng theo uống đi, có rồi nó giai đoạn này kia nó nhưng mà mới đầu. Cô có biết là bị cái gì không? Về cái đầu hay là bị về trong cơ thể? Ý là bác sĩ nói là không uống là nó quay qua giai đoạn cuối là ung thư á. Ý là vậy, nhưng mà cô không biết là chưa có bác sĩ, cô đâu có thấy đường đâu đọc. Thì nó đọc nó nói vậy đó thì cô nói đi chữa bệnh đi, nó cứ buồn buồn thì kia, nó nói thôi mẹ ơi, không đi nữa, đi tốn tiền, xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu nó biết á, xét nghiệm máu rồi thì nó biết bệnh của nó á. Mà tự nhiên nó sút dữ lắm. Lúc mà vợ nó ở nhà thì nó hơn 70 kg á, bây giờ chắc nó còn cỡ 60 tới 60 mười mấy ký ha. Nó ốm mà nó xanh. Chắc khám bệnh nó biết chắc buồn hay sao luôn. Chắc nghĩ là không sống được. Thấy cả ngày nó cũng ăn nữa, nói ủa sao ăn cơm, kêu mấy đứa này nó gọi ba rảy ăn cơm con. Thế con Yến nó kêu ba rảy ăn cơm, nói thôi con cứ ăn đi, chừng nào ba đói ba. Có ngày cả ngày nó cứ thức đêm nhiều. Cả ngày không thấy nó ăn, nó không ăn mà cứ mà giả tỷ như cô nói bo à, bỏ điện thoại đó đi làm gì, làm này làm kia, mà nếu mà bà nội mà nói 2 tiếng là nó sót á, nó sót là nó quát con nó hay nó quát con bé kia, ý là vậy này. Là cô biết là trong người nó kiểu khó chịu quát. Cô nói kệ nó đi con, nhỏ nhẹ nói chuyện với con, sao con lúc này con cứ gắt gặp lên làm chi. Chưa đi khám, cô nói đi khám lại đi thì nghe nó cũng chưa đi. Chắc nhiều khi cái gì đó họ chạy đó chưa có gì chắc nhiều khi cũng bị tâm lý khám mình bệnh như vậy rồi vợ bỏ đi, cái nữa hai cái nó dồn dập cô hiểu không, hai cái nó dồn dập rồi chịu không nổi á, nên kiếm cái con đường để con, nữa, con bé Yến thì nó hay khóc nữa. Nó cứ thấy mà ba nó buồn nó cũng khóc, nó con nó xúc cảm xúc của nó dễ khóc lắm. Ba nó buồn nó cũng khóc, nó ôm ba nó nói ba đừng khóc, ba đừng buồn này kia, con ở với ba chết con cũng chết theo ba này kia vậy đó. Cho nên là nó đêm nó 12 giờ đêm mà nó thức dậy mà nó thấy ba nó nhắn tin cho mẹ nó hay là như thế nào này kia là nó thức sáng lên thấy mẹ nhắn tin luôn ha. Thấy ba mẹ nhắn tin là nó phải ngồi nó đọc cho ba cho nó coi này kia đó để nó cứ cảm nghĩ này kia nó khóc hồi sau buồn khóc của bà thì nó khóc đâu mà khóc, và nó không biết con đâu, có tâm sự buồn, nói tâm sự buồn luôn, nói cho tâm sự buồn ha. Tâm sự buồn anh hai không có tâm sự buồn, con có tâm sự buồn đâu. Nói Yến nay mẹ có gọi về cho cô giáo để gặp con không? Không có mà. Nói đó giấu bà nội đó, con thề bà nội không có, bà nội con bà nội không tin hỏi cô, con coi mẹ con đâu có gọi về nói chuyện với con đâu, mà cô giáo cứ mỗi lần mẹ nó gọi điện về đâu có 1-2 lần trong trường á, là cô đưa điện thoại nó chạy tút ra ngoài góc nào ngồi nói chuyện mẹ đó. Nó nói một mình ha, nói chắc một mình không cho ai nghe hết đâu. Không cho ai nghe không, là nó có kể lại là nói chuyện gì á? Trời, con nó dễ gì kể, cái nào nó kể cái nào nó giấu kín trong lòng nó luôn. Cái nói Yến hôm qua bà nội nghe thấy con nói với mẹ con là mai mốt mẹ về mẹ đón con đi nha, con đi với mẹ nha này kia, có không? Có đâu, đi ba con buồn chết luôn nữa này kia, con có đi đâu, chết con cũng ở với ba con chứ dễ con đi. Mà sao bà nội nghe được, nói sao bà nội nghe được, bà nội gắn con chip bà nội nghe rõ ràng luôn. Nó kêu là không có đâu, nghe nói lần sau á mà mẹ gọi điện về nói mẹ ơi về đón con đi, thôi bà nội đừng nói vậy nữa, con đang buồn đó nha. Hỏi sao mày buồn? Buồn là bà nội nói vậy là ba con cũng buồn, mẹ con cũng buồn, nó nói mẹ
con cũng buồn đó. Mà sinh nhật ấy, đặc biệt là nó biết là ba nó kiểu mà không có mẹ nó về ấy, ba nó buồn á, không bao giờ nhắc tới mẹ. Quái lắm, mặt tư treo, mặt tư treo. Thì là sợ sợ ba buồn là không nhắc đến mẹ ha con? Không, nó không nhắc. Thế hỏi bà nội sao con gọi cho, có gọi được đâu mà gọi, gọi cho mẹ về sinh nhật đi. Có gọi được đâu mà gọi, có bắt máy đâu, bỏ người ta rồi, có bắt máy đâu. Bỏ người ta rồi hả? Có bỏ người ta. Nói linh cảm mà nó biết được vậy. Bỏ người ta là có bắt máy đâu mà gọi. Cũng rất là nhiều người nói với cô á, là rất là bình tĩnh luôn và rất là có đạo đức và rất là tốt. À, dâu mình bỏ đi vậy rồi con mình như vậy, bây giờ cháu mình như vậy mà cô rất là bình tĩnh. Đó, cái tâm cô rất là tốt, không có trách người. Rất là nhiều người ta nói cô vậy luôn. Không trách hờn bên ngoài hay là thì mình cứ nghĩ đi, như là giả tỷ như bên ngoài, giả tỷ con thấy vậy con cũng xót mà cô thấy người ta như vậy cô cũng xót đúng không? Yeah. Nhưng mà người ta không có nghĩ là con cháu người ta như vậy, người ta không có xót thì thôi mình cũng chả trách hờn ta làm chi. Yeah. Nhiều khi người ta mắc cà phê rẫy rồi người ta không qua được thì thôi cũng không trách. Con mình để đứt ruột ra thì mình no, cháu mình nó ở với mình từ ngày nào đến giờ thì mình no vẫn được mà. Yeah. Láng lên chút cô khổ cũng được, cũng như là vậy. Hay là giả tỷ cô có nợ người ta chửi cô cũng được, nó chấp nhận hết để yeah. cô hy sinh cho con cho cháu cô không sao hết. Yeah. Nhưng mà được một cái như này, cô được một cái như này dù cho cô có nợ ai chăng nữa, cô chỉ cần một tiếng nói không ai họ nói nặng tới cô. Một là một, hai là hai. Cái tính cô là không nghèo thiệt nhưng mà rất là uy tín ở đời. Thứ nhất là mình phải có cái uy tín để mình làm ăn với đời người ta, chứ không phải mình sống mà để lường nọc thế này. Sống mà tệ bạc với con cái là cô không bao giờ có, kể cả người dân. Cô ở quán nhà cô gần đường đi ra bệnh viện chứ. Nhiều khi những người cô mướn mặt tiền đó là 4.500.000, rồi điện nước nữa chắc trên 5 triệu thôi. Nhưng mà cô chỉ sống đủ sinh hoạt hàng ngày, tại vì cái mặt bằng nó cao lắm, mà lúc này cũng khách cũng vắng lắm. Bán được ăn không? Cô bán là hủ tiếu, bún mọc rồi bánh canh, ý là vậy. Nhưng mà tới chỗ quán cô ở chỗ nào cô ngay ở chỗ đường đi vô bệnh viện Củ Chi. Vô bệnh viện Củ Chi nha. Ai mà ủng hộ thương cô đấy, ngay ủng hộ nha. Cho nên là cô như ở đâu đâu cơm họ cũng bán 30, cô chỉ bán 25.000 thôi. Những người người ta lao động người ta rất là khổ, đúng không? Mình lấy cũng vừa phải thôi, mình ăn lời chút xíu để mình no cuộc sống gia đình thôi. Chứ cái tuổi của cô giờ giàu có gì nữa. Cho nên là những người nào mà đi bán vé số mà vô cô ăn là 20.000 vậy thôi. Yeah. không lấy nhiều, mà những người nào mà bệnh nuôi bệnh người bệnh ở dưới bệnh viện nên ăn 20.000. Cô phải hỏi rõ ràng, cô nuôi bệnh hả? Rồi già cả mà đến này kia, thôi con lấy tiền bà đâu con biếu bà. Yeah. Chứ không phải là như người ta này kia, như xe đây cũng phải xe máy mà người ta hết xăng cô còn xăng cô gửi tiền cho cô đi đổ xăng, hoặc là chị cho tiền em đi đổ xăng. Không nhiều 20.000 mà cũng giúp người ta chạy được về tới nhà. Chứ bây giờ để nắng nuôi người ta đi này kia tội. Đó, cô nói cô làm, cô để đất cho con trai, cháu nội cô này kia. Chứ cô không có phải mình ăn hết, người ta ăn còn. Cô sống là cái cuộc sống của cô như vậy. Bởi vậy hôm qua là cô về tới nhà mở cái cửa ra thôi, là mấy người mà ăn cơm của cô hàng ngày, người ta chạy ra rất là đông. Cái thứ nhất người ta hỏi thăm, cái thứ hai nữa người ta hỏi có cơm không. Thằng này nó nói kêu là mấy chú ơi hôm nay bà nội con nhà con có việc, bà nội con không bán. Không mấy chú ra hỏi thăm. Chứ mình sống đâu phải như người ta, mà mình sống ở xứ người này kia mà đâu có vậy là đường lường nọc người ta để sống đâu con. Mình thật việc thật này kia. Yeah. Nên là cô sống như vậy. Từ đây qua bên nhà cô xa không? 30 cây. 30 cây hả? 30 cây. Bệnh viện Củ Chi. Bệnh viện Củ Chi. Cái tiệm đó tên gì không? Tiệm hủ tiếu cô Thủy. Cô Thủy hả? Hủ tiếu cô Thủy nha mọi người, có ai thương cô một cô đến tiệm. Rồi, cô bán như có ai phụ tiếp không hay là chỉ mình cô thôi? Không. Cô mình cô thôi. Cứ 3 giờ sáng là cô lại cô làm hết rau, cô bác nổi nước, cô luộc xương với xong xuôi hết cô quay qua cô làm. Cái chập tối là cô bán đến 10 giờ đêm là bắt đầu cô quay qua cô rửa cái thau chén đó. Nhưng mà nếu có con cô ở nhà là cô khẽ rửa để cho dâu với trai cô nó ngủ, cháu nội cô ngủ. Rồi cứ làm mà vắng khách cái là nói cô không có một giờ nào nghỉ hết. Chỉ có trừ khi nào trưa đến là hai đứa cháu nội cô nó về là cô phải no ăn no uống cho chúng nó, xong cô ngồi cô nghỉ để cho cháu cô nó ăn, là nó biết là bà nội nó có thời gian để nghỉ chơi với nó tí.
rồi nó khi nó đi học nó bắt đầu cô vào cô rửa chén trà nhà tắm nhà gầu trước này kia giặt chuối cho cháu này kia phơi lên sáng ra là phải làm thiệt sớm hai đứa hai tô để nó ăn nó đi học đó cứ vậy đó ngày nào cũng quay quần gia đình mình giờ gì để xong xuôi rồi trơn mới bán lại hả cô thì cô nói để công việc coi nó ổn định là cô cũng phải bán lại chứ mình muốn mặt bằng nó cao quá mà bán lại mới có tiền để nuôi cháu chứ cái mặt bằng nó cao quá mà làm sao mà mình không bán được thì cô cũng trông mong để mau ổn định để cô bán lại dơ con mau ổn định để cô bán lại nhé để có mà sinh hoạt hàng ngày đó cô cũng cầu mong là cho mau chóng này kia để mà cái nỗi đau này để cho nó nhanh qua này kia để thấy để cô có một cái sức khỏe để cô nào cô lo cho cháu nội cô nát học tới nơi tại vì cuộc đời của cô đã khổ rồi nhưng mà con cháu của nó khổ cái tội thời buổi bây giờ đi học là chỉ có tiền nhiều nên là ráng cố gắng để lo chỉ cần cháu nó nói là nhà trường mà còn mấy bạn nó chưa đóng mà trong đó có con nữa này kia là đã thấy là đau lòng đau lắm. Một tháng là đóng mấy trăm vậy hả cô? Một tháng là đóng ai? Một tháng được là đóng... người ta tới để người ta đi câu nha cô, câu người ta thăm. Một tháng là đóng không, thằng này thì đóng tiền tháng học thêm mới là 500.000 với lại 250 tiền xe buýt cũng là 750. Ta đi xe buýt là 250, đúng rồi. Học thêm 500 nữa còn tiền trường thì hôm vừa rồi còn mẹ đóng rồi còn thiếu 750 là cô nhắc này kia là về nói bà nội là bà nội đưa cho đi đóng rồi chứ không có xài tiền bậy bạ như con ta bảo về phải đòi hỏi này phải đó không cho 10.000 là gấp nguyên cuốn sách hay là bỏ vô cái thẻ học sinh nữa mà quỹ nhà trường như thế thôi chứ còn không biết hơn mà nội đó không có con tiền em đó thì cứ phải nhảy đóng lên là ngày nào chưa có tiền là nhảy đóng sáng mà nó ngủ quên nó ăn rảy nó ăn trễ là nó ra xe buýt là nó quên nó không lấy tiền đúng không chưa là về bà nội con chưa lấy tiền nha lấy 15.000 của nó mà xuất phần của nó mà lấy 15.000 đi mua con ốc nổn hồn cái gì đó về chơi cho đá luôn mua được đồ chơi rồi, chơi ha thằng anh hai chửi em yến biết suy nghĩ không biết thương bà nội mình chỉ biết mình thôi mình biết thương ai hả bà nội có tiền đâu mà ngày nào cũng đòi tiền người kia em vậy đó em về em mua đồ chơi rồi vậy nó khổ nó tiến nó dài cho nó hết trả hết nghiệp ôi ơi nó ăn đủ thứ hết nó mua cái gì là nó mua cho bằng được thì thôi này kia nó ăn cho bằng được như ham nó ăn hàng lắm trời ăn hàng lắm có tiền là không bao giờ để dành đâu tỷ như ai này mà kia nói mà chuyện lẻo lẻo hơn không nói chuyện như lắm mấy chú bảo vệ thương lắm giờ tỷ như là chú nào mà cho kem hay cho cái gì này kia là phải xì xọt ăn cho bằng hết thôi như đó anh hai mà trước tiên là nó để cho ba nó trước cả nhà cái gì ngon là ba nó trước ba anh hai ăn. Nó ăn á nó nói là xong chừa cho ba anh hai nó nói chừa cho ba rồi sao anh hai ăn nhiều dữ à nó chứ mày ăn được mà anh hai không ăn được à thế nó kêu là chứ chừa cho ba chứ cái gì nó cũng chừa cho ba nó chai nước ngọt thôi chai nước ngọt thôi mà nó lấy cái ca nước đá với lại chai nước ngọt đưa vào phòng cho ba nó ba này, nước ngọt thằng này nó nội tâm đấy mọi người ơi mà quần áo đi học nó rách đưa mình thôi không có tiền mua nè mọi người quần áo rách gì đấy khổ lắm tối qua đi bảo là tối qua rồi là nằm bụi ở đây đó nha cái quần sản xuất sẽ còn đẹp không có mẹ đó là người không có mẹ bà nội thì phải buôn bán hàng ngày kiếm cơm để mà nuôi con mẹ không có cha thì bệnh giờ không còn nữa rồi em cũng không còn nữa rồi còn một thân một mình với nội thôi con phải cố lên nha con tối nữa nè cứ đi tắm đi con trà chân tay sạch sẽ đi giày dép là ngày chủ nhật là tắm trà chân tay rồi là giày dép thôi nên là thứ hai đi học là nay ngày nay được nghỉ này ngày mai với đi thi nữa này mai đi thi ha bò tên gì cô bò ha bò treo trong là anh Tuấn Tuấn Anh Trần Anh bò Tuấn. Bò với Yến còn bà kia thì Trần Diệu Yến lấy họ tên chị ấy Trần Diệu Yến Trần Diệu Yến còn này là Trần Anh Tuấn.